Chào bạn, ở đây mình có một chiếc Honda Blade mới đời 2016 và các bạn ở Sài Gòn Shop Bacovien đã độ thành công mang cái ổ khóa Honda Smart Key trên SH 2016 lên chiếc Blade này. Và họ còn nâng cấp thêm một tính năng mới nữa, đó là khả năng chống cướp. Nghĩa là khi mà chúng ta gặp cái tình trạng cướp, chúng ta có thể bỏ chạy hay là quăng cái chiếc khóa đi thì chiếc xe sẽ bị vô hiệu hóa, không thể sử dụng được. Bây giờ thì mình trình diễn nhanh một vài cái tính năng của hệ thống Honda Smart Key mà Sài Gòn Shop gọi là HD Smart Key V2. Thì nó cũng có đầy đủ những cái tính năng tiêu chuẩn như cái bộ Honda Smart Key của Honda chính hãng, và họ nâng cấp thêm cái tính năng chống cướp. Bây giờ mình sẽ trình diễn chi tiết. Thì đây là cái remote của hệ thống chìa khóa thông minh này. Chúng ta bấm nút mở khóa giữ khoảng 3 giây. Đèn LED trên này nó sẽ báo màu xanh lá cây, thì nghĩa là lúc này cái xe đã sẵn sàng. Nhấn vào để bật cái ổ khóa lên. Và lúc này chúng ta có thể xoay qua chế độ mở yên, chế độ khởi động, hoặc là nhấn và xoay về phía bên phải để khóa cổ xe. Nó cũng giống như cái hệ thống của chính hãng thôi. Tuy nhiên thì trên chiếc Honda Blade 2016 này nó có thêm cái nút mở bình nhiên liệu. Thì ở trên Honda SH cái bình nhiên liệu nằm dưới yên thì chúng ta phải mở yên mới đổ xăng được. Tuy nhiên ở trên Honda Blade thì bình nhiên liệu nó nằm ở ngay cái khu vực để chân, cho nên là chúng ta sẽ mở được bằng cái nút này. Rất là tiện. Rồi, bây giờ mình ví dụ là khi mà chúng ta đang để xe ở cái chế độ chữ Y là chế độ khởi động được. Chúng ta mang cái chìa khóa này đi xa khoảng 2 mét. Thì lúc này chiếc xe nó sẽ báo động là bằng cái đèn xi nhan nháy và cái tiếng kèn bíp bíp. Nó nhắc cho chúng ta là chúng ta đã mang cái ổ khóa đi xa ra khỏi chiếc xe và chiếc xe vẫn đang ở chế độ có thể khởi động được. Và khi mình quay trở lại gần chiếc xe thì bằng một cái sự kết nối qua cái sóng RF, chiếc xe sẽ nhận diện là chìa khóa ở nằm trong cái bán kính cho phép và nó sẽ tắt cái báo động đi. Và lúc này chiếc xe cũng sẵn sàng để có thể đề nổ được. Rồi, một cái tính năng khác là tính năng chống cướp. Thì như các bạn thấy chiếc xe đang nổ, mà nếu xảy ra những cái tình trạng như là chúng ta bị dàn cảnh cướp hay gì đó thì chúng ta có thể tận dụng cái tính năng chống cướp này. Mình sẽ đi ra khỏi chiếc xe để xem chiếc xe phản ứng như thế nào. Mình vừa đi ra khỏi chiếc xe khoảng cách hơn 2 mét thì chiếc xe tắt máy và báo bằng tiếng động. Mình để cái chìa khóa ở đây. Báo bằng tiếng động. Lúc này tới thì mình cũng có thể tắt cái ổ khóa này. Tuy nhiên thì khi mà đã tắt, chúng ta hoàn toàn không thể mở lại được nữa. Cái ổ khóa nó sẽ tắt, không mở lại được, không khởi động xe lên được. Nghĩa là nếu các bạn bỏ chạy thì cái bọn còn lại nó cũng không làm gì được. Còn nếu cố gắng vặn thật mạnh thì cái ổ khóa này sẽ xoay vòng chứ nó không có mở điện lên. Bây giờ mình sẽ lấy cái chìa khóa trở lại. Mình mang cái chìa khóa trở lại và chúng ta sẽ thử mở điện lên. Đó, mọi thứ sẽ hoạt động lại bình thường. Rồi, bây giờ nói thêm một vài tính năng khác nữa, đó là tính năng chống dắt. Tính năng chống dắt là một tính năng chống trộm. Thì ở trên chìa khóa nó có 3 nút và cái nút ở giữa có biểu tượng cái loa. Thì nó có này cái gọi là tính năng chống dắt, chúng ta bấm vào. Chiếc xe sẽ kêu bíp và lúc này ở trên cái cụm ổ khóa sẽ có cái đèn LED nháy đỏ. Các bạn để ý nó sẽ có cái đèn LED nháy đỏ. Và khi ở chế độ này nếu mà có một cái lực tác động lên xe làm cho cái cảm biến trong xe nó rung lên thì lập tức nó sẽ báo động. Đó, chiếc xe rung thì nó lập tức sẽ báo động bằng tiếng còi rất là nhanh. Rất nhanh, đồng thời đèn xi nhan nó sẽ nháy lên. Rồi, vừa tắt đi. Đây là một cái tính năng chống trộm. Ngoài ra ở trên này chúng ta có một nút biểu tượng hình chiếc xe mô tô. Đây là cái nút dùng để tìm xe trong bãi. Chúng ta có thể bấm và cái xe nó phát ra hai cái tiếng bíp bíp. Đồng thời cái đèn xi nhan nháy lên thì chúng ta sẽ biết xe đậu ở vị trí nào. Ở đây thì mình có một chiếc Honda SH đời 2016 của Việt Nam. Và nó có sẵn cái bộ Honda Smart Key này. Tuy nhiên thì bên Sài Gòn Shop đã đổ thêm cái tính năng chống cướp cho chiếc xe.
Như bạn thấy lúc này thì chiếc xe nó đang chạy bên nổ máy, và nếu mình đi ra xa chiếc xe một tí. Đó, chiếc xe sẽ tắt máy và phát ra tiếng kêu rất là lớn và nháy đèn xi nhan. Khi chúng ta bước lại gần xe thì chiếc xe sẽ tắt cái tiếng kêu đó đi và mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Chúng ta có thể nổ máy trở lại. Rồi. Một điều rất là thú vị nữa là các bạn ở Sài Gòn 6 Bikerville đã độ thành công Honda Smart Key lên một chiếc Yamaha, và đây chúng ta có một chiếc Exciter đã được trang bị của khóa Smart Key này. Bây giờ mình sẽ thử mở lên. Chúng ta cũng nhấn giữ tương tự như là những chiếc xe khác thôi. Chúng ta nhấn vào để mở điện. Vặn lên. Nổ máy bình thường. Ta vẫn có thể sử dụng như là cái Smart Key bình thường. Tuy nhiên thì vì nó không phải là được thiết kế dành riêng cho các dòng xe của Yamaha, cho nên những cái tính năng như là mở yên chúng ta sẽ không có sử dụng được. Và ở chiếc xe này thì họ cũng có độ thêm nữa là chúng ta muốn mở yên thì chúng ta đẩy cái ổ khóa ở mức Y và bấm cái nút bên này để mở cái yên sau lên. Ngoài ra thì họ cũng đã đổ cái ổ khóa cổ lên phía trên Smart Key này. Ta đặt hết cổ lái xe ở phía bên trái, nhấn vào và vặn phía này, chiếc xe sẽ bị khóa cổ. Tương tự như những chiếc xe khác của Honda thì chiếc Exciter này cũng được trang bị tính năng chống cướp. Như bạn thấy thì lúc này chiếc xe nó đang nổ máy. Và bây giờ mình sẽ cầm cái chìa khóa này đi ra xa khỏi chiếc xe. Chiếc xe sẽ bị tắt máy và phát ra tiếng kêu rất là lớn, hơi nháy đèn xi nhan, rất là ồn ào. Tương tự như vậy thì cái tính năng chống dắt nó cũng hoạt động ở trên chiếc Exciter này. Khi mà chúng ta mở tính năng chống dắt thì đèn LED nó cũng báo màu đỏ, và có tác động thì chiếc xe nó sẽ kêu. Đó. Với những chiếc xe Exciter thì sẽ phải đổ lại cái phần ổ khóa này, nghĩa là phải chế thêm những cái ốp bằng nhựa, thì cái thời gian hoàn thành nó sẽ lâu hơn so với xe của Honda, và giá nó cũng sẽ cao hơn khoảng 1-200 nghìn, và cái thời gian kéo có thể kéo dài qua ngày. Cho nên các bạn muốn mang xe để làm thì lưu ý cái thời gian đó. Các bạn ở Sài Gòn Shop Bikerville cho biết cái thời gian để độ cái bộ khóa Smart Key này là mất khoảng 4 tiếng đồng hồ, nghĩa là đó là thời gian nhanh nhất. Ngoài ra thì cái mức chi phí là khoảng 5.9-6 triệu đồng tùy theo cái loại xe. Có những loại xe mình phải đổ lại ổ khóa thì bộ lại cái lỗ khoét ổ khóa thì nó sẽ đắt hơn một chút. Tuy nhiên thì nó dao động từ mức 5.9-6 triệu đồng. Xin cảm ơn các bạn.